chung Nga, niềm tin hạnh phúc trong tôi. Xe chung Nga, vòng tay nhân ai ăn cần. Xe chung Nga, lời ca vang mãi ngàn xa. Xe chung Nga, lời tri ân quý khách thân tình. Xe chung Nga, ngày đêm không quá nắng mưa. Xe chung Nga, nhịp nhàng tay lái an toàn. Xe chung Nga, nhận đi bất cứ nơi đâu. Xe chung Nga, gọi phone nghe phục vụ ngay. Đón khách đi, đón khách về. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Gửi trọn niềm tin với bác tài xế. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Tạm chia tay nhé, thương lỗ bình an. Xe chung Nga, xe chung Nga, xe chung Nga, xe chung Nga. Thương lỗ bình an. Hát ru còn đó, anh sẽ làm sông ru ru con thuyền trong đêm. Hội Thiện Nguyện lan tỏa yêu thương Bình Thuận. Một buổi chiều ngày 17 tháng 4 năm 2024, đầy ý nghĩa tại Trung tâm Văn hóa ở huyện đảo Phú Quý. Trưa ở đảo nhỏ khí hậu rất nắng nóng, nên ban tổ chức sắp xếp cho đoàn dùng cơm trưa vào lúc 10 giờ 30 phút. Sau khi dùng cơm xong đúng 11 giờ 30 phút, cả đoàn tranh thủ về nghỉ ngơi để 15 giờ tập trung làm việc quan trọng nhất trong chuyến đi này. Riêng ban tổ chức phải có mặt đúng 14 giờ để sắp xếp các gian hàng, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu và các cháu học sinh. Nhờ sự giúp sức của 30 tình nguyện viên của huyện đảo, cùng với sự nhiệt tình của các hội viên Hội Thiện Nguyện, trong vòng 1 giờ đồng hồ đã có 20 gian hàng xuất hiện. Chuyến đi này, Hội Thiện Nguyện lan tỏa yêu thương đã tổ chức một phiên chợ không đồng tặng cho 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện đảo Phú Quý. Hội Thiện Nguyện đã vận động được 20 gian hàng gồm áo ấm, ba lô, giày xăng đan, vở, bánh, sữa tắm, gạo, bàn chải đánh răng, vớ, khẩu trang, thuốc bổ, đồ chơi trẻ con, móc khóa, cài tóc, nước mát, và đặc biệt có một gian hàng hơn 600 ly nước sương sâm cho tất cả mọi người dùng của vợ chồng em Hùng Hoa, nước uống tinh khiết đảo Ngọc tặng. Rất cần thiết và tiếp năng lượng cho mọi người trong thời tiết nắng nóng. Ngoài 20 gian hàng tại phiên chợ này còn có 45 chiếc xe đạp, mỗi chiếc có giá trị trên thị trường là 2,7 triệu đồng, còn có 40 phần học bổng trị giá 25 triệu đồng, một máy nước lọc tinh khiết trị giá 25 triệu đồng. Tổng tất cả những món quà tặng cho 300 học sinh có giá trị hơn 300 triệu đồng. Những tình thương của các mạnh thường quân đối với các học sinh trên đảo nhỏ là một tình yêu thương vô bờ bến. Chúng tôi thật vui khi nhìn những ánh mắt thân thương của những đứa trẻ khi nhận được những chiếc xe đạp, những phần học bổng, những nụ cười ngạc nhiên bên những giỏ quà hình như là lần đầu các cháu mới thấy sự kiện này. Cả buổi chiều các anh chị em ai cũng thấm mệt, nhưng trong lòng ai cũng dâng lên niềm hạnh phúc. Hạnh phúc là được cho đi, hạnh phúc là mang lại nhiều niềm vui chia sẻ cho các thế hệ tương lai, trao cho các cháu kỷ niệm đẹp trong đời học sinh. Mong cho các cháu sau này thành đạt để các cháu quay về giúp cho quê hương của mình thêm phần tươi đẹp. Vâng, hạnh phúc là được sẻ chia. Nay anh trở về đây như dâng trọn cuộc tình, hương giấc mơ nồng ấm. Điều trong em thương giai điệu quê hương, đảo nhỏ ngàn thương, đảo nhỏ ngàn thương,
điệu hò đoàn thuyền đầy tôm cá người phú quý hát xuân về yêu dù còn đó anh sẽ làm sông ru ru con thuyền trong đêm hỏi 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 Hội Thiện Nguyện Lan Tỏa Yêu Thương Bình Thuận. Một buổi chiều ngày 17 tháng 4 năm 2024 đầy ý nghĩa tại Trung tâm Văn hóa ở huyện đảo Phú Quý. Trưa ở đảo nhỏ khí hậu rất nắng nóng nên ban tổ chức sắp xếp cho đoàn dùng cơm trưa vào lúc 10 giờ 30 phút. Sau khi dùng cơm xong đúng 11 giờ 30 phút cả đoàn tranh thủ về nghỉ ngơi để 15 giờ tập trung làm việc quan trọng nhất trong chuyến đi này. Riêng ban tổ chức phải có mặt đúng 14 giờ để sắp xếp các gian hàng, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu và các cháu học sinh. Nhờ sự giúp sức của 30 tình nguyện viên của huyện đảo, cùng với sự nhiệt tình của các hội viên hội thiện nguyện, trong vòng 1 giờ đồng hồ đã có 20 gian hàng xuất hiện. Chuyến đi này, Hội Thiện Nguyện Lan Tỏa Yêu Thương đã tổ chức một phiên chợ không đồng, tặng cho 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện đảo Phú Quý. Hội Thiện Nguyện đã vận động được 20 gian hàng gồm áo ấm, ba lô, chè xăng đan, vở, bánh, sữa tắm, gạo, bàn chải đánh răng, vớ, khẩu trang, thuốc bổ, đồ chơi trẻ con, móc khóa, cài tóc, nước mát và đặc biệt có một gian hàng hơn 600 ly nước xương sâm cho tất cả mọi người dùng của vợ chồng em Hùng Hoa, nước uống tinh khiết đảo Ngọc tặng. Rất cần thiết và tiếp năng lượng cho mọi người trong thời tiết nắng nóng. Ngoài 20 gian hàng tại phiên chợ này còn có 45 chiếc xe đạp, mỗi chiếc có giá trị trên thị trường là 2,7 triệu đồng. Còn có 40 phần học bổng trị giá 25 triệu đồng, một máy nước lọc tinh khiết trị giá 25 triệu đồng. Tổng tất cả những món quà tặng cho 300 học sinh có giá trị hơn 300 triệu đồng. Những tình thương của các mạnh thường quân đối với các học sinh trên đảo nhỏ là một tình yêu thương vô bờ bến. Chúng tôi thật vui khi nhìn những ánh mắt thân thương của những đứa trẻ khi nhận được những chiếc xe đạp, những phần học bổng, những nụ cười ngạc nhiên bên những giỏ quà hình như là lần đầu các cháu mới thấy sự kiện này. Cả buổi chiều các anh chị em ai cũng thấm mệt, nhưng trong lòng ai cũng dâng lên niềm hạnh phúc. Hạnh phúc là được cho đi, hạnh phúc là mang lại nhiều niềm vui chia sẻ cho các thế hệ tương lai, trao cho các cháu kỷ niệm đẹp trong đời học sinh. Mong cho các cháu sau này thành đạt để các cháu quay về giúp cho quê hương của mình thêm phần tươi đẹp. Vâng, hạnh phúc là được sẻ chia.
trên đảo nhỏ yêu thương. Chào người chiến sĩ yêu mảnh đất quê hương. Tiên phong sức trẻ lớp lớp sông vô ban đầu. Tình yêu non sông tổ quốc Việt Nam. Là người chiến sĩ trên đảo nhỏ yêu thương. Là người chiến sĩ yêu mảnh đất quê hương. Dẫn trong tim bao lời nguyện tiến bước theo người. Giảng danh quê hương đất mẹ anh hùng. La 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 la. Xanh ngàn đời biển hát.